Chào các bạn, quay trở lại kênh Thuật Mới Tĩnh. Thì hôm nay mình đang có trên tay chiếc Oppo A83 2018. Con này của khách gửi về. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tổ hợp reset lại bằng phím cứng trong quá trình thời gian sử dụng ấy. Thì máy nó có bị ấy, nhưng mà các bạn mà không biết thực hiện đấy thì các bạn sẽ thực hiện bằng phím cứng. Để thực hiện như sau, các bạn tắt nguồn bằng tổ hợp phím, bạn kéo xuống để tắt nguồn cho nó tắt hẳn hoàn toàn nhé. Ok, các bạn sử dụng phím giảm âm lượng và phím nguồn. Các bạn dí phím giảm âm lượng trước, sau đó dí phím nguồn. Rồi, nó sẽ vào chế độ Recovery. Các bạn bỏ phím nguồn ra. Đây, nó sẽ vào chế độ Recovery. Ok, đến bước này các bạn chọn tiếng Anh cho mình. Các bạn chọn dòng thứ hai. Các bạn ấn vào đây. Reset lại. Ok, ở cái trong cái recovery này thì các bạn có thể chọn cài đặt từ thẻ nhớ. Cài đặt cái bản ấy đấy. Bạn cập nhật, bạn update đấy. Đào về bạn cho đây, cài đặt đây. Đây. Các bạn sẽ chọn khởi động lại hoặc chọn tắt nguồn hẳn. Mình sẽ chọn khởi động lại. Ok. Rồi các bạn khởi động lại lên. Là các bạn vừa reset lại xong bằng tổ hợp bằng phím cứng rồi. Rồi, vừa rồi là mình vừa hướng dẫn các bạn thực hiện là reset lại điện thoại bằng phím cứng. Đây, nó sẽ có mã 1827 này. Nếu các bạn reset lại bằng phím cứng. Còn khi các bạn muốn vào cái chế độ Recovery thì các bạn cũng thực hiện hai tổ phím này cho mình. Còn khi bạn úp Chrome thì các bạn thực hiện hai tổ phím này cộng trừ. Rồi, video mình hướng dẫn các bạn sẽ tạm dừng tại đây. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nha. Chào các bạn.